chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình được rảnh một buổi chiều nay mọi người. Thì mình sẽ đi câu cá nha mọi người. Thì điểm câu của mình vẫn là điểm cũ của mình nha. Điểm lúc trước mình hay thường câu mọi người. Thì buổi trưa nay mình cảm thấy trời lộng trời gió mọi người. Gió rất là mạnh luôn mọi người. Thì nước ở phía dưới nó cũng khá là trao á mọi người. Nhấp nhô cũng khá là mạnh đó mọi người. Thì bây giờ mình xuống điểm dưới đó mình xem tình hình ra sao, mình sẽ thả câu nha mọi người. Thì hiện tại mình đang trên đường đổi xuống là mọi người. Thì dách núi này đi hãy cẩn thận, đi từ từ. Đi nhanh sẽ bị trượt té nha mọi người ơi. Thì hôm nay mình đánh bài mồi của mình nha mọi người. Bài mồi mình tự pha luôn mọi người. Mồi của mình đơn giản. Mình đánh bài mồi này coi thử lên được nhiều cá không nha mọi người. Mình pha bài mồi này rất là đơn giản là mọi người. Nếu mà bài mồi này mình test câu cá lên cá nhiều, lên hàng ngon, nhiều cá thì mình sẽ chia sẻ bài mồi này cho mọi người cùng tham khảo nha. Hiện tại thì mình mới pha thử thôi nên mình không có dám chia sẻ cho mọi người biết, mình sợ là không hiệu quả mọi người. Nếu mọi người xem video này thì thông cảm cho mình nha, tại bài mồi này mình mới pha thôi, không biết nó có hiệu quả hay không. Thì bây giờ mình sẽ đến điểm câu của mình thả câu mình coi thử cái bài mồi này có hiệu quả như thế nào nha. Xem được mình đi tới nha mọi người. Mọi người xem video yêu mến mình thì cho mình một like, lượt đăng ký kênh để có động lực làm những video câu cá về cho mọi người cùng xem nữa nha. Mình xuống tới gần tới mặt hồ rồi mọi người. Cái hồ đây là ở mình gọi là hồ Lòng Sông nha mọi người. Đây điểm câu của mình đây. Đây, mình sẽ câu cái điểm này thử nha. Nếu mà cái điểm này cá không ăn thì mình sẽ di chuyển qua cái điểm khác mình câu nha mọi người. Đây. Hôm nay mình đi có một mình thôi. Cháu mình mất học online mọi người. Nên giờ mình đi có một mình câu điểm này thử nha. Giờ chuẩn bị mình ra càng và mình thả câu nè mọi người. Đây mọi người. Thì nãy giờ mình cũng pha mồi của mình nè mọi người. Đây là mình sẽ mồi này sẽ mình thả ổ nha mọi người. Đây, thả ổ mình sẽ khô khô nha mọi người. Khi mình thả ổ mình sẽ bóp cho nó thành một cục mình thả ổ nha. Đây, chiều úp cục bằng dạng đó. Mực nước này hôm nay nó cũng giúp cạn rồi mọi người. Giật cạn mọi người. Giật khá là cạn luôn. Còn đây là mồi mồi câu của mình nha mọi người. Thì mồi câu của mình sẽ búp cho nó dẻo dẻo gì nha mọi người. Đó, mình dẻo gì mình sẽ tá câu nha. Hy vọng cái mồi này sẽ thành công, câu đưa lên được nhiều cá nha mọi người. Nếu mà mồi này sẽ lên được nhiều cá mình sẽ chia sẻ bài mồi này cho mọi người cùng tham khảo để mọi người cùng đi câu được nhiều cá nha mọi người. Đây mồi cám của mình nè mọi người, mình tự nghĩ ra mình cách pha trộn tự mình nghĩ luôn nha mọi người. Thì hy vọng mồi này, cái bài mồi này sẽ thành công đánh được nhiều cá tại thôi điểm câu này nha mọi người. Để tiến hành mình chuẩn bị mình ra cần mình câu nha mọi người. Thì đây mọi người, vẫn là cái cần điện thoại của mình, cần 36 của mình, vẫn là cái cần điện thoại của mình nha mọi người. Cần này câu cũng khá ổn định nha mọi người. Khá là dẻo luôn mọi người ơi. Thank you.
hy vọng hôm nay mình sẽ lên được nhiều cá nha mọi người với bài mồi của mình. Rồi, giờ chuẩn bị mình chiến thôi nha mọi người. Ta càng ra hy vọng có cá sẽ cắn câu nha mọi người. Rồi, ta càng nha mọi người. Khu vực này cá con rất là nhiều luôn mọi người. Cá con ở đây cá lòng tông rồi, nó phá mồi rất là kinh khủng luôn mọi người ơi. Rồi, chờ đợi cá cắn câu. Được cái gì xước nhỏ mà mọi người. Tả nó mọi người. Lôi lúc cận mình luôn mọi người. Bắt hồn đó. Ây da. Trời ơi. Sớm giờ mới được em đậu mang bự nha mọi người. Ở đây lên em cá mè, cá gì trước nhỏ xíu, giờ lên em bự nè. Sớm giờ luôn á mọi người. Được lên em đậu mang nha mọi người, đậu mang cũng khá to mọi người. Ở khu vực mình đa số toàn cá đậu mang, vậy cá dưới trước khá là nhiều luôn, dưới trước thì giòn giòn cỡ hai ngón tay, khá là nhiều luôn mọi người. Cá con khá là nhiều, nó phá mồi mình nãy giờ luôn mọi người. Gì đây? Em vô phi mọi người. Đây. Em yêu khi nha mọi người. Quá đã luôn mọi người. Một em yêu khi. Khu vực này ngồi chiến nó cắn quá trời luôn. Sớm giờ mới lên được em yêu khi. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Cá gì đây? À, lại đỏ men. Lại đỏ men mọi người. Đỏ men đây mọi người.
hú năng luôn. Tại đó mấy em cho đồng tông nó phá mọi người. Đây cá con khá nhiều mọi người, phá mồi mình. Mang với mọi người. Đây mọi người, lại tiếp tục đó mang. Này mọi người. Khá to mọi người. À, dính đỏ mang. Giờ cá nó mới ăn à mọi người. Nữ nè. Ây da. Bị sao ta? Chảy hoài ta. Bị chảy mọi người. Phi. Lúc khi nhỏ mà nó lôi dữ dằn mọi người. Nhỏ mà nó lôi quịt căng luôn. Căng căng luôn mọi người. Đã. Chiều này có cá ăn rồi mọi người ơi. Cá gì đây? Lại em đi trước. Em đi trước mọi người. Đi trước này cũng khá to mọi người. Đi trước. Trước ăn thịt nó rất là thơm luôn mọi người. Giờ này cũng khá chiều mọi người. Cá trắng. À, mọi người. Thân em nữa nha mọi người.
cá khu vực mình nó nhỏ mọi người, nó giòn giòn cỡ hai ngón tay, ba ngón tay là cỡ đó, nó lớn mọi người. Mình câu chưa thấy cái con nào mà nó tầm cỡ nửa ký một ký nha mọi người, còn giòn giòn cỡ đó không mọi người. Hay là khu vực của mình ít khi có cá lớn đó. Đa số ở khu vực mình là cá trắng cỏ mang rất là nhiều luôn, vị xước với lại cá rô phi, đa phần là những loại cá đó không. Lại em vị xước. Vị xước khá to mọi người. Cái gì ta, mạnh ghê, không mạnh ghê. Phơi mọi người quẳng quẳng. Khá to mọi người, rô phi khá to, đã quá. Hôm nay cá ăn nó giờ chiều mọi người, giờ chiều ăn rất mạnh luôn. Mình câu lúc trưa, 6 giờ này nó mới ăn luôn. Rục phi không? Trời. Cái trắng bự mọi người, khá là to luôn. Khá là to luôn mọi người. Gì ta? Cá trắng, cá trắng, cá trắng. Cá trắng khá to mọi người. Đâu mà dây nè mọi người, chỉ xước nó xíu tí tí mọi người, thả lại xuống nước đi.
Ngộ quá. Em có phi. Ây da. Lại một em rô phi nữa mọi người. Rô phi này nhỏ mọi người. Khá nhỏ. Rồi thì mình xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Thì một buổi chiều mình đang đánh câu câu khu vực này nha mọi người, cũng được khá được lên khá nhiều cá mọi người. Thì mồi cám của mình pha lúc mình thả buổi trưa thì cá ăn khá là chậm luôn mọi người. Về chiều á cỡ tầm cỡ 2 giờ 3 giờ thì cá ăn chắc là mạnh luôn. Nói chung là cái mồi cám của mình là cá nó cũng ăn như cũng vậy mọi người. Thì lên cá rô phi về cá đô men cá dây xước, nói chung là ở khu vực mình là cá nhỏ nhỏ giòn giòn cá dây xước về cá đô men còn cỡ hai ngón tay đến ba ngón tay mọi người. Chứ còn những loại cá kia thì mình chưa biết có hay không nha mọi người. Thì mình câu mấy bữa nay không có thấy mấy loại cá như mọi người thường câu, chỉ có là cá trắng, cá đô men với cá dây xước. Thì video câu cá của mình đến đây mình kết thúc nha mọi người. Thì mọi người yêu quý mình thì cho mình một like, được đăng ký kênh để có động lực làm những video câu cá tiếp theo cho mọi người cùng xem nữa nha mọi người. Thì giờ này cũng tầm cỡ 4 giờ chiều rồi mọi người, 4-5 giờ chiều rồi. Thì mình cũng tranh thủ mình đi về nha mọi người. Thì từ hồ mình về mình cũng tầm cỡ 5-6 cây số mọi người. Thì chúc mọi người xem video vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình xin tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người. À đây quên, mình quay thành quả câu thành quả buổi chiều mình câu cá cho mọi người xem nè. Không được tầm được mấy con mọi người. Thì đa số của mình câu cá trắng. Trắng nè mọi người. Trắng khá là to mọi người. Với lại cá rô phi. Đây cá rô phi mình bắt lên cho mọi người xem nha. Đây cá rô phi này mọi người. Cá trắng, cá rô phi với lại cá đỏ men mọi người. Cho các em cá rô phi, cá đỏ men. Mình sẽ bắt cá đỏ men cho lên cho mọi người xem nè. Đây mọi người, cá đậu mang ở mình nè, nhỏ nhỏ cỡ này không mọi người. Đấy, thì thành quả cái chiều của mình câu cũng khá ổn mọi người. Đây, nè. Có mọi người, ha. Cá trắng. Cá trắng khá là to luôn nè. Cá rô phi. Và mấy con dây xước. Cá rô phi dây xước và đậu mang nha mọi người. Rồi. Video mình tới đây kết thúc nha mọi người. Đổ nồi canh chua buổi chiều nay mọi người. Thấy giờ chiều hồ phẳng lặng không mọi người. Chạy thổ về nha. Bye bye mọi người.